Tập 16. Tiểu nhân đợi thêm một lát, liền thấy Trác công tử đó tay dính đầy máu, vội vàng chạy ra khỏi đó. Lúc hoảng loạn, cậu ta đánh rơi miếng ngọc bội. Tiểu nhân liền lượm miếng ngọc bội đó, sau đó đem đặt ở trong phòng của tiểu thư, giá quà cho Trác công tử. Sau đó ngươi liền lấy đó tống tiền Phương đại hữu, nên mới dẫn tới quả sát thân, có phải như vậy không? Dạ đúng vậy. Hay lắm, thì ra chính là ngươi đã mở cửa để Phương đại hữu vào giết chết Nguyễn Nhu, còn Chu Quan giá quà cho ta. Ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với tiểu thư Nguyễn Nhu sao? Trác công tử, đều là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân tội đáng muôn chết. Trác công tử muốn đánh muốn giết, cứ việc ra tay đi. Ta sẽ không dùng tay mình đánh người. Tội lỗi của ngươi bao đại nhân tự có phán định. Cho dù tội không đáng chết, ngươi cũng mãi mãi phải chịu lương tâm của ngươi khiển trách. Tiểu thư, đều là lỗi của tiểu nhân. Lý quản gia, vậy túi thơm của Phương đại hữu đâu? Đã bị Chu đại nhân lấy đi rồi. Đại nhân, nếu là như vậy, tuy chúng ta đã có nhân chứng, nhưng mà vẫn còn thiếu vật chứng. Bao đại nhân, công tôn tiên sinh, lẽ nào không còn cách nào khác giải oan cho Nguyễn Nhu sao? Nguyễn Nhu, muội chết thật oan uổng. Nếu như người ở dương gian không cách nào giải oan giúp muội, vậy thì phải nhờ sức mạnh của muội làm ma đi tìm Phương đại hữu tính sổ rồi. Đại nhân, học trò có một kế này, không biết chừng có thể khiến Phương đại hữu đó tự mình cúi đầu nhận tội. Hả? Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trời đất dài lâu có lúc tận, hận này triền miên không lúc nguôi. Nhu Nhi là mẹ có lỗi với con, là mẹ có lỗi với con. Nhu Nhi, phu nhân ơi, bà đừng đau lòng nữa. Yên Hồng, đa tạ cô. Phu nhân, bà đừng nói như vậy mà. Đây đều là việc Yên Hồng nên làm thôi. Yên Hồng, đa tạ con đã làm mọi chuyện vì Nhu Nhi và vì Lý gia chúng tôi. Phu nhân, đây đều là việc con nên làm mà. Yên Hồng, trước đây ta không tốt, thường xuyên đánh con chửi con, con không trách ta chứ? Sao có thể chứ phụ nhân. Nếu như không có bà, lão gia và tiểu thư chăm sóc cho con, thì Yên Hồng vốn không thể có ngày hôm nay được. Con cảm kích bà còn không kịp, sao có thể trách bà chứ? Tốt, tốt lắm. Nhu Nhi không nhìn lầm con, thật không hổ là tỷ muội tốt của nó. Sau này con cứ xem nơi này như là nhà của con. Vậy làm sao được? Con chỉ là một nha hoàn thôi. Nha hoàn gì chứ, ta muốn nhận con làm nghĩa nữ. Hả? Con thấy có được không? Phu nhân. Sao hả?
Lẽ nào con không đồng ý? Không, không phải như vậy. Nói như vậy con đồng ý sao? Dạ. Tốt quá rồi. Vậy là ta lại có thêm đứa con gái. Mẹ. Tốt, tốt. Như vậy thì con có thể thay thế Vũ Nhi gả cho Phương Đại Hữu rồi. Cái gì? Mẹ muốn con thay tiểu thư gả cho Phương công tử. Vậy Phương Đại Hữu là nghĩa tử của ta, con là nghĩa nữ của ta. Như vậy thì thân càng thêm thân, không phải rất tốt sao? Nhưng mà Phu Nhân. Hả? Công tôn tiên sinh dẫn theo Lý quản gia trở về rồi. Lão gia mời bà ra sảnh trước. Phu Nhân. Chính là như vậy. Lý quản gia, cuối cùng ông cũng về. Mấy hôm nay ông đi đâu? Ta với lão già rất lo cho ông đó. Phu Nhân, ta... Mọi người đều sao vậy? Sao không ai nói gì hết? Phu Nhân à, nếu tại ta không tốt, Ta đáng chết. Ông đừng làm vậy mà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Ta đáng chết. Ta có lỗi với lão gia, có lỗi với phu nhân. Điều tại vì ta, nếu không thì tiểu thư cũng không chết. Ta đáng chết. Phu nhân, ông vừa mới nói cái gì? Ta có lỗi với phu nhân. Ông đứng lên cho ta nói rõ ràng đi. Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Buổi tối hôm tiểu thư bị giết là ta vào lúc canh ba đã mở cửa sau để cho Phương công tử vào nhà. Hả? Phương công tử? Ông nói là Đại Hữu sao? Đúng vậy. Quả thật ta không ngờ được hắn lại ra tay tàn ác, ra tay giết hại tiểu thư. Ta đáng chết. Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật mà. Phu nhân. Đây là sự thật, phu nhân à. Đây đều là sự thật. Ta không tin. Nghĩa tử của ta sao lại giết hại con gái ta được? Chắc chắn các người đang bịa đặt mà. Lý phu nhân, Lý quản gia không hề bịa đặt. Bản thân ông ta cũng xếp nữa bị giết người diệt khẩu. Chúng tôi đã nắm được một số manh mối. Manh mối này đều đã chứng tỏ hung thủ giết hại Quyển Nhu tiểu thư chính là Phương Đại Hữu. Phu nhân. Tại sao ta vẫn còn sống? Phu nhân, tại sao người chết không phải là ta vậy? Tại sao người chết không phải là ta? Trời ơi. Phu nhân, bà đừng như vậy mà. Ông trời ơi, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Sao ông trừng phạt ta như vậy? Ta tốn bao tâm huyết chỉ muốn tìm một nơi nương tựa tốt cho con gái thôi. Không ngờ là nó là mỹ nữ tay tốt trong lòng ta giết hại như vậy. Còn ta lại bị bịt tai che mặt. Ta còn nhận hắn làm nghĩa tử. Ta già quá nên hồ đồ rồi. Ta là bà già hồ đồ. Ta hại chết con gái ta. Phu nhân ơi, bà cũng đã khổ tâm nhiều rồi. Phu nhân, Phu nhân. Lão già, ông chửi ta đi, ông đánh ta đi. Phu nhân à.
Ông nói đều đúng. Là ta hại chết con gái rồi. Là ta hại chết con gái chúng ta. Ông đánh ta đi, đánh chết ta đi. Ông đánh chết ta đi. Mà đừng có tự trách mình nữa mà. Phu nhân ơi, bà đừng như vậy mà. Không phải lỗi tại bà đâu. Không phải lỗi tại bà. Lão già. Phu nhân. Thượng thư đại nhân, phu nhân, đừng như vậy, mau đứng lên. Đứng lên đi. Đừng khóc nữa phu nhân. Quan trời trách người cũng không thể thay đổi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải mau chóng bắt tên hung thủ giết hại tiểu thư, chịu tội theo luật. Đúng, đúng. Công tôn tiên sinh, ông mời bao đại nhân bắt tên súc sinh đó lại, dùng cẩu đầu trảm chém chết hắn, trả lại công bằng cho Vũ Nhi nhà ta. Chắc chắn phải như vậy rồi. Chỉ là muốn làm chuyện này còn phải nhờ Lý phu nhân giúp đỡ. Được, chỉ cần có thể trả thù cho Vũ Nhi thì muốn ta làm gì cũng được hết. Công tôn tiên sinh, ông cứ việc dặn dò là được rồi. Mẹ, thì ra là mẹ đang ở đây. Đúng đó. Ta đang nhớ dáng vẻ Nhu Nhi lúc lòng nũng với ta trước đây. Ở đây đâu đâu cũng có bóng dáng của nó. Chiếc ghế mà nó từng ngồi. Giường mà nó từng nằm. Mỗi lần nhìn thấy mấy thứ này, ta đều không thể không nhớ tới nó. Mẹ, mẹ nghĩ thoáng một chút, nên nhớ tới những chuyện vui vẻ thôi. Phim được dịch và lồng mẹ, tại phim TV. Tại sao mẹ lại nhìn con cứ như nhìn thấy kẻ thù vậy? Không có, mẹ chỉ đang thất thần. Đang thất thần thôi. À phải rồi. Mẹ, hôm nay gọi con tới đây không biết có gì căn dặn. Đại hữu, tối qua ta mơ thấy Nhu Nhi về. Mơ thấy Quyển Nhu? Ừ. Nó nói với ta, nó một mình ở dưới đó, vừa cô độc lại lạnh lẽo, muốn tìm người xuống làm bạn. Vậy mẹ, chắc không phải mẹ muốn con xuống đó với Quyển Nhu chứ? Đương nhiên. Không phải đâu. Nếu xuống dưới đó rồi, không phải con sẽ gặp Diêm Vương sao? Ý của ta là hôm nay là ngày sinh của Nhu Nhi, ta muốn nhờ con cùng ở lại giữ linh đường cho nó. Giữ linh đường? Vậy sao hả? Chút yêu cầu nhỏ nho này của ta, vậy mà con cũng không đồng ý sao? Con quá ra trước đây còn nói thích Nguyễn Nhu, nó muốn hiếu thuận với ông bà già này đều không phải là thật. Vậy thì thôi đi, chúng ta cũng đừng nhận mẹ nuôi con nuôi gì nữa. Đợi sau này chúng tôi trăm tuổi rồi, hai chúng tôi sẽ đem tất cả tài sản cho người nghèo là được. Mẹ, sao mẹ phải nóng giận vậy chứ? Con đâu có nói là không đồng ý đâu. Vậy là con đồng ý sao? Con đồng ý là được rồi. Vậy thì tốt rồi. Phương Phúc à? Dạ. Phương Phúc. Dạ. Về nói với lão cha, tối nay ta không về nhà. Dạ. Còn nữa. Tiện thể đem đồ của ta tới đây. Dạ. Đại hữu. Dạ. Mẹ, đồ đạc trong phòng của Nhu Nhi vẫn còn nguyên. Tối nay con cứ ngủ lại đây đi. Lý phủ. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ngươi không cần đi đâu hết, bao đại nhân có việc tìm ngươi.
Mọi người dẫn đi. Đi. Nhìn lên. Đi. Phương Phúc đang làm cái trò gì? Đã trễ rồi không đem thuốc tới cho ta. Kêu ta ngủ lại cái phòng này, sao mà ngủ được chứ? Diêm Vương Điện. Lẽ nào ta đã xuống âm tàu địa phủ sao? Phương Đại Hữu, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Trời. Phương Đại Hữu, tưởng cử người gì muốn giết người diệt khẩu, ngươi cũng không thoát được tội, nạp mạng cho ta. Phương Đại Hữu, ta chính là tỷ nữ Thu Hương từng bị ngươi giết chết. Nạp mạng cho ta. Không phải ta giết mà, không phải ta giết, ta không có giết người mà. Nạp mạng cho ta. Nạp mạng cho ta. Ta không có giết người, ta không có. Ta không có mà. Ta không có giết người. Ta không có giết người mà, ta bị quan mà, ta không có giết người. Ta bị quan mà, ta không có giết người. Ta bị quan, ta bị quan mà. Ta bị quan mà. Ta không có. Diêm Vương có lệnh, hôm nay tra xét Lý Quyển Nhu, Nghiêm Thu Hương, Lý Nghĩa, ba quan hồn này đã bị giết hại. Mau giải phạm nhân Phương Đại Hữu lên đường tra hỏi. Dạ. Diêm Vương à, ta không có giết người, ta bị vô quan, ta bị vô quan mà Diêm Vương. Phương Đại Hữu, ngươi cũng dám ở đây lớn tiếng kêu quan. Mọi việc mà ngươi làm ở Dương Gian, bổn Dương đã nhìn qua nghĩa kính đài ở âm tàu địa phủ, đã thấy rõ ràng rành mạch rồi. Hôm nay ngươi nếu vẫn không chịu thành thực khai ra, bổn Dương lập tức bắt ngươi giáng xuống 18 tầng địa ngục. Ta Phương Đại Hữu, người mau chóng khai ra đi. Nếu như Diêm Vương gia viết một nét vào sổ sinh tử này, hôm nay chính là ngày chết của người. Phương Đại Hữu, người khai hay không khai? Phương Đại Hữu, Phương Đại Hữu, Phương Đại Hữu, người không có khai nhận đâu. Phương Đại Hữu, ta khai mà. Phương Đại Hữu, người đã giết hại Lý Quyển Nhu như thế nào, người còn không mau thành thật khai ra? Buổi tối hôm đó, ta có nhờ Lý quản gia mở cửa giùm ta, để ta lẻn vào phòng của Quyển Nhu. Tiểu thư, vậy mua đi đợi cửa ha? Ừ, mua mau đi đi. À, phải rồi tiểu thư ơi, người ta nói cái gì mà nam nữ thú thân gì? Là nam nữ thọ bất thân. À, đúng, chính là câu này á. Tỷ đừng để Trác công tử ở trong phòng tỷ lâu quá đó nha. Hả? Nhà đầu hư đốn, mụ nói linh tinh gì vậy hả? Mau đi đi, đừng để Trác công tử đợi lâu quá. Dạ.
Nhà đầu này, muội lại có chuyện gì nữa hả? Huynh, sao lại là huynh? Sao huynh lại tới đây? Không phải cô hẹn ta tới đây sao? Ta hẹn huynh tới. Huynh đang nói bậy gì vậy? Nói bậy hả? Khuya vậy cô còn chưa ngủ, không phải đang đợi ai sao? À, ta biết rồi. Hóa ra người cô hẹn không phải là ta, là Trác phim Tu Văn và lồng tiếng tại phim TV. Ta thấy cô ngày thường đã vẻ đoan trang nhu mì, nhưng mà cũng đợi nửa đêm hẹn hò với đàn ông. Ta có làm gì đó là chuyện của ta, huynh không quản được. Huynh mau ra ngoài cho ta. Ra ngoài hả? Nếu ta đã vào rồi, sao có thể dễ dàng bước ra ngoài chứ hả? Huynh muốn làm gì? Cô nói thử xem. Hả? Người đâu? Người đâu? Nguyễn Nhu à? Nguyễn Nhu? Nguyễn Nhu? Nguyễn Nhu à? Nguyễn Nhu? Đừng mà. Đừng có sợ. Đừng mà. Chỉ cần nghe lời của ta, ta sẽ đối xử với cô rất dịu dàng, không có gì phải sợ hết. Đừng mà. Quỷ Nhu à, Quỷ Nhu, cô là của ta mà. Ta sẽ không để cô gả cho Trác Tu Văn đâu ha. Tu Văn. Đừng có kêu. Ta không cho cô kêu tên người đàn ông khác nào ở đây hết. Tu Văn. Đừng có kêu. Không được kêu. Ta không cho cô kêu mà. Ta không cho. Ta nói cô biết nè. Ta nói cô biết, không được kêu tên ai hết. Con nghe không vậy hả? Không được kêu mà. Không được kêu. Quỷ Nhu à? Quỷ Nhu. Chết rồi hả? Ta không cố ý đâu mà. Ta không cố ý đâu mà. Ta không cố ý giết cô ta. Ta quả thật không cố ý giết cổ mà. Phương đại hữu, sau khi ngươi đã gây ra họa lớn, tại sao không tự thú với quan phủ? Ngược lại hết lần này tới lần khác tiếp tục phạm tội. Ta rất là muốn đi tự thú, nhưng mà... Không được, con không thể tự thú. Tuyệt đối không thể tự thú. Cô cụ à, nhưng mà con... Tuy là con lỡ tay giết người, nhưng mà Lý Nguyễn Nhu là con gái thượng thư, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Từ lúc đó hắn muốn con phải bồi tán, con chỉ có con đường chết mà thôi. Cái gì? Chết à? Không, con không thể chết.
con không muốn chết. Con còn cuộc đời rất dài phải sống mà. Con chơi chưa có đủ, con không thể chết được. Cụ cụ à, phải cứu con. Cứu con đi, cụ cụ à. Con bình tĩnh lại đi. Con không muốn chết đâu, cụ cụ à. Con bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Cụ cụ, con bình tĩnh lại đi. Đại Hữu, xin lỗi con. Xin lỗi, cụ cụ không nên đánh con. Xin lỗi cụ cụ. Con sợ quá. Con nóng vội, con quá nóng vội rồi. Đại Hữu, cụ cụ hiểu rồi. Nhưng mà con phải biết, cụ cụ tuyệt đối không dương mắt nhìn con chết được đâu. Con nghĩ thử xem, từ nhỏ tới lớn, con gây quả có chuyện gì không phải cửu cửu giải quyết giúp con đâu. Dù là dùng tiền, dùng quyền, hay là trời có sập xuống, cửu cửu cũng chống đỡ giùm cho con. Con không cần phải lo. Cô cửu à, con biết người sẽ cứu con mà. Từ nhỏ tới lớn, người lúc nào cũng tốt với con. Người tốt với con còn hơn cả cha mẹ ruột của con. Cửu cửu à, cửu cửu nhất định phải cứu con. Cửu cửu à. Đại Hữu, con khờ quá đi. Khờ quá đi. Cửu cửu một thân một mình, không có con cái. Con không khác gì con ruột của ta. Ta không tốt với con, còn tốt với ai đây? Hả? Cửu cửu à, cha mẹ ta mất sớm, mẹ con là muội muội duy nhất của ta. Hồi đó nhà ta rất nghèo, còn mẹ con thức khuya dậy sớm làm việc là để kiếm tiền nuôi sống cả nhà, còn phải lo cho ta ăn học, đỗ đạt công danh. Hôm nay ta được làm tri phủ đều là công lao của mẹ con. Mà mẹ con đã gửi gắm con cho ta. Đừng nói con gánh vác hương quả của hai nhà Chu Phương. Chỉ việc nể tình mẹ con, dù ta có phải liều cái mạng già này, cũng phải dốc hết sức để bảo vệ cho con. Đa tạ cụ cụ, đa tạ cụ cụ. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Ta nhất định sẽ tìm kẻ chết thay cho con. Kẻ chết thai sao? Ừ. Đừng khóc nữa, hả? Có câu thương quá sẽ thành hại đối phương. Chu Côn đó nuông chiều ngươi như vậy, ngược lại khiến ngươi càng lún càng sâu, thậm chí là liên lụy thêm nhiều mạng người. Cô cũ làm như vậy cũng chỉ vì thương ta thôi. Là bản thân của ta không ra cái gì, cho nên nó liên lụy tới người rồi. Phương Đại Hữu, vừa rồi những lời ngươi nói ra câu nào cũng là thật à? Thảo dân không dám che giấu cái gì hết. Được, để hắn lăn tay. Lăn tay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Diêm Dương gia, ta có thể hoàng dương chưa vậy? Người đâu rồi? Đó. Thắp đèn lên. Dạ. Hả? Cái này. Thăng đường. Bao đại nhân. Không ngờ ta đại nạn không chết. Là ông trời có mắt muốn ta tới chỉ tội các ngươi. Phương Đại Hữu, người giết hại tiểu thư nhà ta, bây giờ cuối cùng ngươi cũng bị báo ứng rồi. May mà Công Tôn tiên sinh biết dịch dung thuật, nếu không ngươi còn không chịu khai nhận. Quá ra các cửa đồ gạt ta sao?
Nếu không làm vậy, sao ngươi chịu nhận tội lang tai? Ngươi dám phế võ công của ta? Như vậy thì ngươi không thể ỷ vào võ công hại người nữa. Bao đại nhân ở trước, ngươi còn có quyền. Xin đại nhân phán xử. Bao Hoàng, Yên Hồng, Lý Nghĩa. Bao đại nhân, bổn phụ phán xử theo luật, không liên quan các ngươi. Ba người các ngươi lui xuống trước đi. Dạ, dạ bao đại nhân. Dưới đường nghe phán. Phương đại hữu, ngươi nhiều lần làm ác, ỷ thế hiếp người, dùng ngũ thạch tán lâu ngày thành nghiện, liên tục giết hại Lý Quyển Nhu, tỳ nữ Nghiêm Thu Hương. Sau đó, Du Quan giáo họa, hãm hại Trác Tu Văn, khiến hắn vào ngục, tội ác tày trời, pháp lực khó dung. Bổn phủ chiếu theo luật lệ Đại Tống, phán người hình phạt kém đầu. Người đâu? Có. Cậu đầu đao chờ lệnh. Dạ. Vậy vậy khai đao. Khoan đã, không được chém. Thả Phương đại hữu ra, nếu không ta sẽ giết hắn. Chu công to gan, ngươi thân là tri phủ lại biết pháp phạm pháp, bổn phủ vẫn còn chưa kịp truyền ngươi tới đây, ngươi lại uy hiếp Lý đại nhân, tới công đường ngăn cản bổn phủ hành hình, ý đồ uy hiếp bổn phủ, ngươi đáng tội gì hả? Vì Phương đại hữu, chuyện gì ta cũng dám làm. Chuyện chiêu, ngươi đừng manh động, nếu không ta giết hắn ngay. Chu công, thả Lý đại nhân ra, đừng đã sai còn sai nữa. Vì bảo vệ huyết mạch duy nhất của hai nhà, ta không quản nhiều như vậy được. Bao đại nhân, tốt nhất ông thả Phương đại hữu ra, đừng để Lý đại nhân bị thương tổn gì. Câm miệng, Chu công. Cháu của người giết hại con gái ta, lão phu dù có liều mạng già này cũng phải trả thù cho con gái. Bao đại nhân, không cần lo cho ta, hãy mau trảm hắn đi. Ngươi không cần mạng thật sao? Ngươi bao chứng? Ngươi nói sao hả? Lý đại nhân, bao chứng cả đời chưa từng bị ai uy hiếp, đặc biệt chuyện liên quan tôn nghiêm quốc pháp càng không thể cho phép bất cứ ai chà đạp. Xin thứ lỗi bao chứng, không thể vì tư hại công. Bao đại nhân, ông nói đúng lắm, tuyệt đối không thể tha cho kẻ đầu sỏ giết con gái ta. Đừng nhiều lời nữa. Bao chứng, ngươi có thả người ra không? Bổn phủ không thả. Ngươi, Chu công, tuy là ngươi đã làm trái luật pháp, nhưng tội không tới mức chết. Mau thả Lý đại nhân ra cũng là để bản thân còn cơ hội được sống. Bao chứng, ngươi thả người ra không? Bổn phủ không thể thả. Ngươi đủ rồi. Cụ cụ à, thôi đi mà. Đại hữu, con nói gì vậy? Con nói là thôi đi mà. Muốn bao đại nhân thả người còn khó hơn lên trời. Tại sao người phải liều mất cả mạng vậy? Đại hữu, rốt cuộc chúng làm gì con vậy? Con đã chịu đả kích gì? Tại sao lại nói ra những lời này? Cửu cửu đang cứu mạng con đó đại hữu à. Thì có thể cứu được sao? Đương nhiên rồi. Cửu cửu dẫn theo con rời khỏi đây, cao bay xa chạy, bao chứng mãi mãi không tìm ra con. Vậy sao cửu cửu? Người đừng có dỗ dành con nữa mà, đừng có dối gạt bản thân mình mà. Dù bao đại nhân có đồng ý thả người, dù chúng ta ra khỏi công đường này, cũng không thể ra khỏi nha môn. Cho dù ra khỏi nha môn cũng không thể rời thành. Dựa vào võ công của Trị Chiêu,
có thể bắt chúng ta lại mọi lúc. Tới cuối cùng con phải là tốn công vô ích hay sao chứ? Con cửu cửu đây, cửu cửu sẽ bảo vệ con. Con cửu cửu đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, con cửu cửu rồi. Từ nhỏ tới lớn chẳng phải người đâu nói con vậy sao? Trời có sập xuống, có cửu cửu chống đỡ cho con rồi. Con làm sai bất cứ chuyện gì, con người chống lưng cho con. Chính vì con người cửu cửu như người, con mới hình thành thói quen không sợ trời, không sợ đất. Chính vì có cửu cửu như người mới khiến con rơi vào tình cảnh ngày hôm nay nè. Đại hữu, con đang trách ta đó sao? Con không biết nữa. Con không biết rốt cuộc nên cảm kích người chăm lo cho con, hay là nên trách người quá mức cưng chiều con. Người nói thử đi cửu cửu. Ta luôn nghĩ là ta chăm sóc con thay cho mẹ con. Ta đang giúp Chu gia, Phương gia chúng ta duy trì huyết mạch duy nhất này mà thôi. Lẽ nào ta đã sai rồi hay sao? Không, người không có làm gì sai. Sai là do con không biết trân trọng. Ngược lại xem việc các người cưng chịu con biến thành sự ỷ lại, nên con mới có kết cuộc như ngày hôm nay. Quả thật không thể trách người cũ cũ à. Chỉ là con đã thật sự thông suốt rồi. Đừng tiếp tục dạy dụa vô ích nữa. Cũ cũ à, thôi bỏ đi. Bây giờ con biết con sai rồi. Bây giờ con biết con sai rồi. Đại hữu, ta hiểu rồi. Ta đã sai. Ta đã sai rồi. Phim sai ở chỗ tại phim TV. Sự cưng chiều của ta đã hủy hoại đời con. Cả đời này cửu cửu chưa từng dạy dỗ con tử tế. Hôm nay cửu cửu muốn dạy con một chuyện. Đó chính là một trang nam tử phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, chịu trách nhiệm với lỗi lầm, tội lỗi mà mình đã gây ra. Cứu cứu! Cứu cứu à! Cứu cứu! Cứu cứu à! Cứu cứu à! Cứu cứu à, cứu cứu. Bào đại nhân, bắt người uy hiếp là lỗi của mình ta. Xin bào đại nhân rộng lượng với những kẻ dưới, xin đừng truy cứu. Đại hữu, cứu cứu, hãy để cứu cứu thương yêu con lần cuối cùng. Hả? Cứu cứu đợi con trên đường xuống suối vàng. Cứu cứu tuyệt đối không để con một mình lên đường đâu. Cứu cứu, cứu cứu, cứu cứu à, cứu cứu, cứu cứu à. Cứu cứu. Bao đại nhân, tội là một mình ta gây ra, ta tự gánh chịu.
cầu xin Bao đại nhân hãy dụng hình. Dương Triều Mã Hán có. Dạ. Dạ. Trảm! Tất cả phạm nhân, nhận có Thanh Thiên Đại Lão Gia bao chuẩn, truy xét không bắt lầm, không bỏ sót, đã tra rõ chân tướng, đều đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Sau cùng Lý quản gia Lý Nghĩa nghiện bài bạc tham lam, bị đày ra biên cương 20 năm. Trên đường đi, chịu đủ cực khổ, chịu đủ dày dò, cũng là để cảnh cáo người đời không làm ác phạm tội. Trời đất hân hoan, giờ lành đã điểm, cùng nên đón đôi tân nhân nhất bái thiên địa. Quỳ. Trác Tu Văn trải qua bao quạng nạn, nên duyên cùng tỳ nữ Yên Hồng là minh chứng cho câu người có tình sẽ thành quyến thuộc. Thề giao bái. Thượng thư đại nhân, phu phụ Lý Khánh Phủ đón được chàng trẻ quý, lại có hy vọng tiếp nối hương quả, vui mừng khôn xiết. Đồng thời trang sức châu báu của Quyển Nhu tiểu thư cũng được trả lại nguyên vẹn, tặng cho tân nhân làm của hồi môn. Duy chỉ có Bao Chuẩn chí công vô tư, tra xét tỉ mỉ, vẫn không dừng gió ngựa, tiếp tục bước trên con đường chính nghĩa, giải quan giúp dân.